Rồi, chào tất cả anh em nha. Nay cuối tuần lại về. Chúc anh em nhiều niềm vui ha. Nhiều an lành và hạnh phúc bên người thân, gia đình và bạn bè nha anh em. Này Zippo Tuấn Nguyễn mới về, hai em Zippo. Mình giới thiệu nhanh tới anh em luôn. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó về chơi hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè thì cứ alo mình nha. Này bên phải là em Zippo Đồng, khắc chìm mà logo của lực lượng tuần duyên Mỹ nha nè. Với lực lượng tuần duyên Mỹ thì với những con tàu rất là lớn đi tuần duyên để thông thương hàng hải trên toàn thế giới nha anh em. Những con tàu biển rất là lớn của lực lượng tuần duyên Mỹ nha. Em Zippo này thì Zippo Đồng nha anh em. Cái logo của lực lượng tuần duyên Mỹ nha nè. Ở giữa ha, ở trên là United States Coast Guard ha, khắc chìm hai mặt trước sau luôn nha anh em, đồng đáy bằng. Còn bên trái là em Karam trắng, khắc chìm mà chú rồng nha anh em, khắc chú rồng với gương mặt của chú rồng rất là uy nghi, rất là thần thái luôn anh em. Biểu tượng rồng thì mang đến cho anh em nhiều điều tốt lành ha, thịnh vượng, may mắn để anh em trên tay. Thì cặp với bùa bên ai hàng zin chưa hề đụng chạm gì nha anh em. Hợp đựng giấy tờ kèm theo đầy đủ hết. Số điện thoại mình để trên tiêu đề clip ha. Anh em nào có nhu cầu rước hai em nó cứ alo mình. Giờ mình xin trên tay trước nha anh em. Đây là em Đồng, logo của lực lượng tuần duyên Mỹ nha anh em. Hai mặt trước sau y chang nhau ha, đồng đáy bằng nha anh em, hàng chính hãng với bông Mỹ luôn. Hộp đựng kèm theo đầy đủ nha anh em về chế xăng xịn vô là dùng thôi. Có nhu cầu xem hình ảnh chi tiết hai em nó, anh em vô trang Facebook mình, click vô đường link mình để vô mô tả nha. Em Zippo này vừa sang trọng và cũng rất là mạnh mẽ, nam tính cho anh em trên tay ha. Rất là đẹp anh em, khắc chìm tinh tế lắm. Hàng chính hãng Zippo Mỹ luôn, lắc nhẹ lên lửa nha anh em, giữ xăng lâu. Đây là em Zippo Đồng nha anh em. Còn đây là em hai Police Chrome trắng với họa tiết gương mặt chú rồng ha. Ở dưới chân có cái logo Zippo nhỏ nhỏ luôn nha anh em. Sau ra cũng y chang vậy luôn. Em này khắc chìm hai mặt, hai gương mặt chú rồng trước sau. Em nó đáy bằng lấy lõm nha anh em. Cũng hàng zin luôn ha, chưa hề đụng chạm gì tới hết. Biểu tượng rồng thì rất là ý nghĩa nha anh em, phong thủy mang đến cho anh em nhiều điều tốt lành, thịnh vượng, may mắn trong cuộc sống nha anh em. Về giá hai em nó anh em nhấn vô tiêu đề clip hiện đâu mô tả ha, mình có để giá các em nó cho anh em xem nha. Bên mình thì giao toàn quốc nha anh em, kết em nào anh em cứ alo mình ship toàn quốc cho anh em đam mê chơi. Yêu thích anh em like clip ủng hộ nha anh em, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh với Zippo Tuấn Nguyễn màu đỏ nha, để có thể cập nhật những mẫu Zippo bên mình mã danh chính hãng đầy đủ luôn, giấy tờ kèm theo ha. Cảm ơn anh em xem clip nha, chúc anh em luôn luôn vui vẻ nha, cuối tuần an lành và hạnh phúc nha anh em, tạm biệt anh em.